xin chào tất cả quý vị và các bạn uh, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể uh, cập nhật cái phần uh, nhập kho mua hàng hóa uh, cho công ty kinh doanh thương mại và xuất bán trong các cái trường hợp chúng tôi đưa ra ở đây là các bạn À, hiểu là sẽ có những cái trường hợp như là khi chúng ta nhập mua các cái hàng hóa thì thường là à, qua một thời gian kinh doanh thì các bạn à, gặp phải các cái trường hợp như là trường hợp à, công ty do bán vượt doanh số nên có thể được chiết khấu thương mại và một số các cái vấn đề liên quan đến các cái chi phí vận chuyển mà cần phân bổ vào cái giá trị hàng nhập kho à, cũng như ở đây chúng tôi thì hướng dẫn cho các bạn cách thức liên quan đến vấn đề nhập kho thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho các bạn luôn cái phần cách thức cái cái phần thanh toán cho nhà cung cấp đầu tiên chúng ta vào chương trình phần mềm đăng nhập vào chương trình phần mềm bằng tên đăng nhập abc à, chúng tôi giới thiệu các bạn đây là khi các bạn làm liên quan đến kinh doanh thương mại thì các bạn lưu ý đến cho chúng tôi là thứ nhất là cái danh mục khách hàng người bán ở trong này thì có bao gồm cả cán bộ công nhân viên các bạn cũng khai báo vào ở trong cái phần danh mục này và cái danh mục thứ hai là cái danh mục kho hàng các bạn lưu ý là ở trong này tất cả các cái danh mục đều có cái chức năng là F4 thêm và F3 sửa F8 để xóa vậy ở trong này chúng tôi mở ra cho các bạn hai cái cái hai cái cái danh mục đấy là hai cái mục là mục kho công ty và kho khuyến mãi các bạn lưu ý là cái kho khuyến mãi dùng để, để cho các bạn nhập vào cái kho mà khi các bạn là nhà phân phối các cái sản phẩm hoặc là đại lý lớn cho các cái sản phẩm thì các bạn lưu ý là à, các, các công ty lớn sản xuất các cái loại hàng hóa mà đưa về cho các bạn phân phối bán ra thị trường thì thường có thêm các cái cái cái, cái sản phẩm khuyến mãi thì cái sản phẩm khuyến mãi này là nó không có giá và không có tiền như vậy thì các bạn lưu ý là và các bạn hãy nhập vào cái kho hàng khuyến mãi và sau này khi xuất ra cho khách hàng thì các bạn cũng xuất ra cho đi kèm theo cái việc là à, các bạn sẽ khuyến mãi cho khách hàng mua các cái sản phẩm hàng hóa của các bạn cái mục tiếp theo cái mục hàng hóa vật tư các bạn lưu ý là đối với cái hàng hóa vật tư thì tôi lấy ví dụ ở đây tôi ấn F4 để thêm mới một cái hàng hóa vật tư cái đầu tiên là cái mã hàng các bạn lưu ý là cái mã hàng này các bạn nên đặt theo cái số thứ tự trong các cái trường hợp như là các cái doanh nghiệp kinh doanh hàng mà uh, các cái công ty lớn thường đặt sẵn cái mã cho các bạn thì các bạn có thể đặt cái mã vật tư này theo cái mã hàng của các bạn và cái tên hàng hóa là chính là cái tên của cái sản phẩm hàng hóa các bạn bán đơn vị tính thì các bạn lưu ý là khi các bạn đánh vào cái đơn vị tính thì các bạn uh, sẽ uh, rất cụ thể ở đây là chúng uh, mặc nhiên là chỉ sử dụng có một đơn vị tính nên là cái việc các bạn kinh doanh các cái loại hàng hóa là uh, các bạn sử dụng cái đơn vị tính nó là 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 nhất quán để sau này lên cái tổng hợp nhập tồn nó phải chính xác tôi lấy ví dụ như trong các cái trường hợp cho các bạn bán cho bán cho khách hàng này một cái loại gạch gạch lát nền chẳng hạn thì các bạn thấy là cái mực hộp như thế là có 6 6 viên hoặc là 7 viên cho trong khi đấy là các bạn bán cho khách hàng 4 viên còn 3 viên thì các bạn phải biết cách để chia ngược lại cái đơn vị tính nó là bán cho họ bao nhiêu bao bao nhiêu à, à, không phải mấy không phải mấy hộp ví dụ thế thì các bạn thấy là lưu ý ở đây chúng ta khai báo cách tính giá tồn kho là sử dụng cho các cái doanh nghiệp này đa số và à, chúng ta sử dụng cái 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 chức năng tính giá trung bình và ở trong cái phiên bản dành cho phiên bản book mini này chúng tôi cũng chỉ cung cấp cho các bạn cái chức năng tính giá trung bình thế thì ở đây cái tài khoản kho này là các bạn phải khai báo cái tài khoản kho cái tài khoản kho này các bạn khai báo nhằm mục đích là khi các bạn nhập mua hàng hoặc là các bạn bán ra thì chương trình sẽ tự động lấy cái tài khoản kho này làm cái tài khoản vật tư để định khoản để tránh cho các cái trường hợp là à, các bạn hãy toán sai chẳng hạn như một năm sáu một thì các bạn đánh nhầm sang một năm hai một nhưng mà khi chúng ta đã khai báo vào đây rồi thì chương trình như tự động lấy cái tài khoản này ra và mặc nhiên lúc nào ví dụ khi nhập kho thì đương nhiên lúc nào cũng là ghi nợ một năm sáu và khi bán ra thì lúc nào cũng là ghi có một năm sáu ghi nợ sáu hai <laughs> tiếp theo thì các bạn lưu ý là các bạn khai báo luôn cái tài khoản doanh thu và tài khoản giá vốn cái này cũng mặc nhiên để sau này khi các bạn làm các cái chứng từ thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề tự động hạch toán ở đây đối với, đối với một số các cái doanh nghiệp thì, thì một số các cái doanh nghiệp thì người ta sử dụng cái chức năng là theo dõi cái số lượng tồn tối thiểu uh, thực ra là cái số lượng tồn tối thiểu và cái số lượng tồn tối đa này là để doanh nghiệp kiểm soát qua quá trình nhập số liệu ví dụ như khi các bạn bán ra chẳng hạn ở trong kho có tồn ít quá thì chương trình như báo ngay là số lượng tồn tối thiểu còn quá ít để các bạn uh, có thể xuất bán ví dụ như thế uh, chúng ta chọn nhận tất nhiên ở đây khi tôi ấn F4 thêm mới thì cái mã của hàng hóa này nó đã có rồi ở đây ta có thể vào là cái loại hàng hóa là số 1 sau đây chúng ta enter đến dòng nhận. Các bạn có thể sử dụng cái phím nóng là giữ phím control ấn enter để di chuyển đến nút nhận và ghi lại luôn. Thế thì các bạn lưu ý ở đây các bạn thấy là các cái các cái danh mục hàng hóa này chúng ta cũng sẽ phải sửa. Ví dụ như ở đây cái tài khoản 632 dành cho quyết định 48 thì các bạn thấy là nó chỉ có mỗi 632 đơn thuần, không được mở chi tiết ra những cái loại khác. Ở đây các bạn thấy là chúng tôi sẽ khai báo là cái tài khoản 632 và sửa lại cái tài khoản 511 thành 4 thành 5111 Như vậy là chúng tôi đã làm xong cái phần danh mục hàng hóa tư Ở đây các bạn sẽ bắt đầu làm cái hình thức là à, nhập kho Ví dụ như đầu tiên chúng ta lưu ý là chúng ta chi một khoản tiền chuyển khoản cho nhà cung cấp một cái khoản à, tiền ví dụ như là 20 triệu. Chúng ta vào giấy báo nợ chi của ngân hàng. Đầu tiên chúng tôi sẽ xóa cái chứng từ này đi và chúng tôi lập mới một cái chứng từ. các bạn um, chọn cái loại phiếu chi ở đây cái loại chứng từ chi ở đây của ngân hàng ở đây là chỉ cái loại số 8. Tức là các bạn có thể để lưu ý là khi các bạn xóa cái mã loại phiếu chi này các bạn có thể nhìn thấy là chi cho một khách chi cho nhiều khách và chi cho số 8 số 8 thường là dùng để chi cho các cái trường hợp như là có hóa đơn giá trị tăng đi kèm nhưng ở đây chúng ta là chúng ta chuyển tiền cho khách hàng chuyển tiền như là cung cấp vậy như vậy chúng ta sẽ chọn là chi cho một đối tượng ở đây chúng ta sẽ chọn mã khách hàng các bạn lưu ý là ở cái ô mã khách hàng này ví dụ các bạn à, à, có thể tìm trực tiếp trên này bằng cách cái ô mã này các bạn đánh luôn thì đánh luôn cái giá trị là một vài ký tự mà liên quan đến cái uh, cái tên của, của, cái đối tượng nhà cung cấp ví dụ chúng tôi vào trong này thì các bạn thấy là có thể ở đây có ba đối tượng nhưng mà các bạn có khi lên đến hàng nghìn đối tượng thì chúng ta sử dụng phím F5 trên bàn phím khi chúng ta ấn F5 thì chúng ta nhìn thấy là có một cái ô cửa sổ hiện ra ở đây chúng ta chọn là cái chức năng lọc là sẽ lọc ví dụ như tất cả những cái công ty có ừ, trong cái tên đấy có một cái chữ là tên hàng thì chúng ta đánh chữ hàng vào chúng ta chọn nhận thì chương trình sẽ tự động di chuyển đến cái ô tiền hàng à, cái ô là cái ô di chuyển đến là chương trình sẽ lọc ra tất cả những cái công ty những cái đối tượng có liên quan đến cái chữ hàng hóa hàng thì chúng ta thấy là công ty tìm ra có một đối tượng như này À, và chúng ta khi chúng ta có một đối tượng thì chúng ta enter cái chương trình mặc nhiên nó đưa ra ở ngay ngoài cái màn hình cập nhật chứng từ. Ở đây chúng ta như là à, đặt cọc tiền hàng. Ở đây các bạn lưu ý là cái tài khoản có ở đây các bạn nhớ là khi chúng ta chuyển khoản ngân hàng thì cái tài khoản có ở đây sẽ là 112. 112 ở đây thì các bạn lưu ý là khi chúng tôi xóa đi cái ký tự cuối cùng là còn bốn ký tự, bốn số thì các bạn thấy là ở trong cái danh mục Uh, tài khoản liên quan đến 112 ấy, thì chúng tôi mở ra là cái ngân hàng 1 ngân hàng 2 nhằm là khi các bạn nếu các bạn sử dụng liên quan đến các cái doanh nghiệp mà có nhiều ngân hàng ấy thì các bạn có thể sửa lại thành ngân hàng uh, tên gì ngân hàng tên gì để chúng ta theo dõi quá trình thanh toán của từng ngân hàng và chốt số dư cuối năm của từng ngân hàng ở đây chúng tôi ví dụ là chọn ngân hàng 1 và với cái ngày nhập số liệu của cái hóa đơn là tức là chúng ta chuyển tiền vào ngày mùng 2 tháng 1 à, ở đây thì chúng ta sẽ enter tiếp các bạn lưu ý là cái số chứng từ là cái số mà nó tự động nó nhảy qua mỗi lần thêm một đơn vị qua mỗi lần các bạn nhập mới một đối, một, một 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 cái ấy một cái chứng từ mới chúng ta đánh ở đây tài khoản 31 chẳng hạn nên chúng ta chuyển khoản cho là đặt cọc tiền hàng 20 triệu thì các bạn thấy là chúng ta enter tiếp và ở cái 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 chức năng enter này các bạn thấy là hộp sáng nó di chuyển đến cái cột tài khoản nợ thì trong các cái trường hợp như là nếu chúng ta hạch toán tiếp một cái tài khoản khác nữa thì chúng ta sẽ chọn có để nhập tiếp và chương trình nó tự động chạy vào cái danh mục tài khoản và các bạn chọn tài khoản nhưng mà nếu mà chúng ta không nhập nữa thì chúng ta chọn không để chúng ta không nhập và sau đấy chương trình nó di chuyển đến cái nút lưu chứng từ để chúng ta lưu ở đây các bạn thấy là khi các bạn làm chứng từ liên quan đến vấn đề này thì các bạn lưu ý là à, gần như chúng ta là hạch toán toàn bộ qua cái tài khoản công nợ và những người làm kế toán kinh nghiệm lâu năm người ta đưa hết qua tài khoản công nợ Nhưng không phải là các bạn cứ thấy là à, chúng ta à, cập nhật một cái phiếu nhập mua hàng thì các bạn thấy là à, có những cái chức năng như là chức năng à, in phiếu chi hoặc là lập phiếu chi ngay trên phiếu nhập mua hàng thì thực ra thì nó không có gì là khó nhưng mà nó lại không thuận tiện cho các cái doanh nghiệp như là kế toán thanh toán riêng, kế toán vật tư riêng thường thì là các bạn cái quá trình đấy theo dõi thì các bạn lưu ý là các bạn có thể quên lập phiếu chi các bạn không cần lập phiếu chi thì lắm lúc có khi là trong kho thì có thể cái cái cái, cái báo cáo tổng hợp nhập tồn trong kho có thể tăng nhiều hơn so với các cái báo cáo như là bảng cân đối phát sinh tài khoản hoặc là sổ chi tiết tài khoản chúng ta sẽ về vào tiếp phần chứng từ mua hàng hóa vật tư ở đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn lập cái phiếu nhập mua hàng thì ở đây chúng ta vào phiếu nhập mua hàng bắt đầu chúng ta chọn nút lệnh nhập mới ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gọi chọn kiểu nhập là kiểu nhập số 1 rồi kiểu nhập hàng nhập kho hàng hóa vật tư. Ở đây cái mã khách hàng thì cũng như lúc nãy chúng ta chọn hoặc là chúng ta đánh vào đây cái chữ hàng thì chương trình nó tự động lọc ra cho các bạn là tất cả các cái đối tượng là có cùng cái có cái chuỗi trong cái tên của nó là có chữ hàng. Ở đây trong trường hợp cái danh mục chúng tôi lấy ví dụ ở đây nó chỉ có mới mới có mỗi một công ty nên là khi các bạn đánh chữ hàng vào thì chương trình mặc nhiên chọn luôn cái đối tượng đấy ra cái màn hình để các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ. Ở đây chúng ta ghi là Nhập mua hàng hóa vật tư Ở đây tài khoản có Chúng ta sẽ hạch toán qua công nợ Và các bạn lưu ý là khi các bạn Thanh toán thẳng các cái khoản tiền ấy, Thì các bạn lưu ý là uh, Khi các bạn hạch toán ở đây tài khoản 11112 thì, thì chương trình sẽ tự động Khử trùng cái bút toán này Có nghĩa là các bạn sẽ lập ở bên cái phiếu chi Hoặc là cái, cái chứng từ thanh toán ngân hàng Để các bạn có thể in ra cái chứng từ đấy Và ở đây chúng ta khuyên Chúng tôi khuyên các bạn là nên hạch toán qua tài khoản công nợ và những người làm kế toán lâu năm thì người ta cũng rất hay sử dụng cái cái cái, cái cách theo dõi là theo theo dõi kể cả thanh toán ngay thì vẫn đưa qua công nợ. À, thậm chí một số các cái doanh nghiệp cũng mục đích của cái việc đưa qua công nợ nó còn phục vụ với mục đích là là cái quản trị cuối năm. Ví dụ như là khi các bạn vào cái sổ kế toán công nợ các bạn biết ngay là cái số lượng à, cái trong năm đấy là cái mình giao dịch với cái với cái công ty là công ty đấy là với số lượng tiền là bao nhiêu thì các bạn có thể thấy là à, khi theo dõi qua công nợ nếu như ở phần bán hàng thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ rất dễ biết được là à, trong cái năm đấy chúng ta bán cho cái đối tượng khách hàng nào nhiều nhất và chúng ta có có thể có những cái chính sách hợp lý để có thể là khuyến khích đối với những cái khách hàng đấy ở đây chúng ta ví dụ chúng ta nhập kho vào ngày mùng 3 tháng 1. Ở đây cái quyển số chứng từ chúng ta chọn quyển phiếu nhập mua ngoài thì chương trình nó tự động tăng theo cái số chứng từ. Ở đây khi enter các bạn thấy là chương trình nó chạy di chuyển đến hồ hộp sáng là à, cái cột mã hàng và chúng ta chọn có để chọn cái loại hàng hóa. Ở đây chúng ta ví dụ chúng ta chọn cái loại hàng một Ở đây mã kho là chúng ta nhập vào kho công ty. Chúng ta nhập với số lượng là ví dụ như 150 hộp với cái đơn giá là 65.000 một hộp Thì cái tài khoản nợ ở đây các bạn nhìn thấy là đương nhiên là nó tự động lấy ở trong cái danh mục hàng hóa vật tư mà lúc nãy chúng tôi nói, nói cho các bạn Ở đây chúng ta nếu nhớ mã thì chúng ta đánh luôn còn nếu không nhớ thì chúng ta có thể enter vào danh mục của chúng ta dùng F5 để tìm kiếm Ở đây chúng ta nhập tiếp ở đây là ví dụ như ở đây là ví dụ mươi hộp Và tôi lấy ví dụ ở đây nhé Ở đây là có 10 hộp các bạn được cái chiết uh, cấu thương mại của, của của hoặc là được được cái cái hàng được khuyến mại và cái hàng khuyến mãi là khi chúng ta đưa về thì chúng ta uh, chuyển cho khách hàng và ở đây các bạn như ý chúng ta xóa mạng kho để chọn kho là chúng ta nhập kho khuyến mãi thì ở đây chúng ta bỏ qua các cái trường như là uh, giá và tiền chúng ta chọn có và ở đây chúng ta không không nhập tiếp bất loại hàng hóa nào nữa thì chúng ta chọn không chương trình nó mặc nhiên tự động chuyển sang cái phần kê hóa đơn giá trị gia tăng các bạn thấy là chúng ta sẽ kê cái hóa đơn này và cái đối tượng này mạng khách ở đây các bạn lưu ý là khi chúng ta kê cái mã khách ở đây thì là cái mạng khách ở đây thường là chương trình sẽ tự động đưa Uh, luôn cái 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 đối tượng khách hàng phía đối tượng nhà cung cấp phía trên xuống dưới này để các bạn có thể kê kê thuế uh, và không phải đánh lại. Ở đây chúng ta thấy là trong cái đối tượng danh mục hàng hóa uh, ở danh mục khách hàng chúng ta chưa đánh mã số thuế cho cái đối tượng này thì rõ ràng chương trình sẽ cho chúng ta được đánh, được phép đánh vào cái ô mã số thuế. Như các bạn thấy là khi các bạn chọn từ cái danh mục khách hàng ra thì cái ô tên khách hàng và địa chỉ các bạn không đánh được ở đây chúng tôi dừng lại tại đây và chúng tôi muốn nói về các bạn về cái phần chi phí và cái phần triệt khấu thương mại. cái phần chi phí thì các bạn lưu ý là khi các bạn mua những cái lại lại hàng 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 hóa mà các bạn uh, mua về thì thường gói phần đi kèm là cái phần chi phí vận chuyển và bốc rỡ. trong các cái trường hợp như là nếu đơn vị mình tự vận chuyển thì không nói nhưng mà khi cái công ty cung cấp cái hàng hóa cho đơn vị mình ấy thì người ta vận chuyển luôn cho mình cái hàng hóa và thường người ta có thể là ghi luôn vào trong cái, cái 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 hóa đơn bán hàng là phí vận chuyển bao nhiêu và có thể là người ta xuất riêng cho mình một cái hóa đơn là hóa đơn vận chuyển. Nhưng ở đây trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy ví dụ là công ty đấy thì vận chuyển cho mình công ty cung cấp hàng hóa cho mình vận chuyển cho mình vậy thì cái chi, chi, phí vận chuyển ở đây ví dụ chúng tôi nói là công ty đấy vận chuyển hết 500 nghìn chúng ta kích vào cái trang chi phí và chúng ta đánh vào cái tổng chi phí ở đây chúng ta kích vào nút phân bổ tự động thì các bạn nhìn thấy ngay là cái giá trị 500 nghìn nó sẽ được chia đều cho tất cả các loại hàng hóa theo cái giá trị như vậy ở đây cái hàng hóa thứ hàng hai là nó không có giá trị nên là chương trình không phân bổ ở đây và các bạn lưu ý là sau khi các bạn phân bổ chi phí xong ấy thì có một cái nữa thì chúng tôi muốn nói với các bạn là cái chiết cấu thương mại thường cái chiết cấu thương mại thì có thể có những cái trường hợp là các bạn do cái tháng trước các bạn là à, thanh toán trước hoặc là các bạn uh, cung cấp được nhiều sản phẩm hàng hóa nên là các bạn được cái phần chiết khấu. Cái phần chiết khấu này có thể người ta trừ trực tiếp vào cái 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 giá của hàng hóa. Nên trong trường hợp người ta trừ cái chiết khấu ví dụ như là chiết khấu được Bảy uh, 7 triệu. Thì các bạn lưu ý là đơn hàng thì chỉ có 9 triệu 500 ở 9 triệu 750 nghìn nhưng mà các bạn thấy là chiết khấu đến 7 triệu thì cái giá của hàng hóa lúc này đã giảm xuống rất thấp nhưng mà nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề quan trọng mà cái vấn đề quan trọng là trong cả một quá trình một tháng này chúng ta nhập mua hàng hóa rất nhiều lần và cái giá trung bình thì chúng khi chúng ta được chiết khấu thì có nghĩa là chúng ta có một khoản thu nhập và thường thì cái giá vốn nó sẽ đẩy thấp xuống khi các bạn tính giá trung bình uh, chuyển lên 62 là thấp hơn nó coi như là một cái phần um, phần phần giảm đi cái phần do mình được cái cái khoản thu nhập từ cái chiết khấu và các bạn à, thấy là trong các cái trường hợp này ấy, thì các bạn thấy là à, cuối kỳ chúng ta sẽ tính giá trung bình và thường là cái khoản này sẽ nó sẽ nằm trong cái chứng từ hóa đơn ở của các bạn là ở trong cái kỳ các bạn thanh toán chứ không phải là nó là không phải là cái chiết khấu thương mại được phân bổ đều cho tất cả các cái chứng từ những tháng trước đó thì các bạn lưu ý ở chỗ này chúng ta kích vào phân bổ chiết khấu tự động theo giá trị các bạn nhìn thấy là cái phần giá trị 7 triệu này sẽ được đưa vào cái ô chiết khấu và lúc này chúng ta lưu ý là chúng ta uh, quay lại cái trang thuế giá trị gia tăng thì các bạn thấy là lúc nãy cái nếu mà cái 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 tiền thuế sau khi đã trừ chiết khấu rồi thì các bạn thấy là uh, lúc này nó chỉ còn là hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn 750.000 các bạn đánh lại ở đây là 2 triệu 750.000 các bạn đánh mã thuế là 10 hoặc là các bạn xóa trắng chỗ này các bạn có thể enter thì chương trình sẽ tự động vào ngay trong cái mục danh mục thuế xuất để các bạn có thể chọn đối tượng ở đây các bạn thấy là tiền thuế sẽ nằm vào là 275.000 và chúng ta đã nhập xong ở đây trong các cái trường hợp là trong các cái trường hợp là các bạn thấy là 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 uh, nếu như cái đơn vị này mà kê cho mình một cái hóa đơn vận chuyển riêng này, thì chúng ta kê tiếp dòng thứ hai còn không chúng ta chọn lưu chứng từ lại thì ở đây chúng tôi nói các bạn là khi các bạn sử dụng cái hóa đơn thuế nhập mua hàng thì các bạn thấy là uh, chương trình sẽ có được tất cả các loại sổ như là sổ cái toán công nợ này của nhà cung cấp này rồi là báo cáo hàng nhập kho này rồi là báo cáo tổng hợp nhập tồn này rồi là báo cáo thuế giá trị cho tăng cái phần này các bạn sẽ sử dụng sau này các bạn vào bằng kê các bạn sẽ sử dụng cái chức năng là chức năng F9 để chuyển sang phần mềm hỗ trợ kê khai và chúng ta cũng sẽ có luôn được một số các cái báo cáo như là báo cáo bên các cái sổ sách bên kế toán ở đấy chúng tôi muốn nói với các bạn là đấy là cái phần nhập mua hàng hóa trong các cái trường hợp như là ở đây chúng tôi cũng nói luôn cho các bạn là cái phần uh, một cái đối tượng là công ty khác chi vận chuyển cho đơn vị mình cái cái phần vận chuyển đấy và họ viết cho mình một cái hóa đơn riêng thì chúng ta sẽ vào cái phiếu nhập chi phí mua hàng ở đây chúng ta xóa. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhập vào một cái đối tượng. Ví dụ ở đây chúng tôi chọn mã khách là công ty cổ phần Totoshop. Các bạn thấy là ở đây chúng ta hãy toán vào tài khoản 331. Khi bạn lưu ý là công ty này đến ngày mùng năm thì họ chuyển cái hóa đơn cho mình và họ bắt buộc mình là thanh toán cho họ là cái phần chi phí vận chuyển là ví dụ cái đơn vị này vận chuyển 750.000 và vận chuyển cho cái lô hàng mà lúc nãy tôi vừa nhập thì các bạn chọn vào cái nút chọn phiếu nhập để phân bổ chi phí vào các bạn thấy là chúng tôi chỉ mới nhập một chứng từ nên cái việc là khi các bạn chọn phiếu nhập nó mặc nhiên nó đưa luôn cái chứng từ phiếu nhập ra và các bạn thấy thông tin là cái giá trị tiền hàng sau khi đã tăng chi phí và trừ chiết khấu thì các bạn thấy là tiền hàng lúc này chỉ là 3 triệu 200 nghìn ở đây chúng ta phân bổ thêm 700 nghìn tiền vận chuyển đối ví dụ đây tất nhiên là khi các bạn làm chứng từ thì chỉ xảy ra một trường hợp là hoặc là chi phí do đơn vị khác vận chuyển hoặc là chi phí đơn vị đấy vận chuyển thì chúng ta có thể nhập chi phí bên phía nhập hoặc là nhập bên này chứ không có các cái trường hợp như là nhập hai bên Đấy, chúng ta nếu có hóa đơn thuế chúng ta vào luôn cái kê hóa đơn thuế là ở đây cái ký hiệu hóa đơn số chứng từ ngày chúng ta thấy là 0101 chẳng hạn ví dụ ở đây chúng ta chọn tiền hàng, hàng là thế và tiền thuế là 10% vạn lưu chứng từ thế thì ở đây chúng tôi nói cho các bạn biết là các bạn đã có ở cái phiếu nhập chi phí mua hàng ở cái phần nhập kho là còn một phần nữa là các bạn lưu ý là cái phần xuất trả lại nhà cung cấp các bạn thao tác giống như là cái cái phiếu nhập mua hàng chọn cái hàng hóa và các bạn đã đánh vào luôn cả cái cái giá bán và cái giá vốn của cái hàng hóa khi chúng ta xuất bán ra uh, xuất ngược hóa đơn lại để trả lại hàng hóa thế thì ở đây cũng rất là cái phiếu nhập khẩu thì cái phiếu nhập khẩu thì các bạn đấy là nếu các bạn mua hàng nhập khẩu thì các bạn có thêm cả cái phần là thuế tiêu thụ đặc biệt và cái 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 thuế nhập khẩu để chúng ta hạch toán chống um, như các cái phiếu nhập mua hàng ở đây còn một phần nữa là chúng tôi muốn nói cho các bạn là cái phần hóa đơn mua hàng dịch vụ cái hóa đơn mua hàng dịch vụ là như thế nào trong công ty thường có cái loại hai loại hàng hóa là cái loại hàng hóa thông qua kho và cái loại hàng hóa là không thông qua kho ví dụ như là cái cái loại hàng hóa dịch vụ ví dụ chúng ta sử dụng tháng này chúng ta sử dụng điện thắp sáng đến à, 20 triệu thì các bạn có thể chuyển khoản cái khoản tiền này và các bạn lưu ý là đây là một cái loại hình dịch vụ tức là dịch vụ điện cho kho chẳng hạn để bảo quản các loại hàng hóa thế thì cái 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 dịch vụ này các bạn không thể đưa cái lượng điện này nhập vào kho và các bạn sử dụng cái hóa đơn mua hàng dịch vụ để các bạn kê thì các bạn thấy là chúng tôi đã ví dụ cho các bạn ở đây có một cái chứng từ là các bạn thấy là điện lực nghệ an chẳng hạn ở đây cái tài khoản là chi phí bán hàng chẳng hạn như thế thì các bạn lưu ý là các bạn khi các bạn nhập vào thì các bạn uh, kê thuế lên và cũng giống như cái phiếu nhập mua hàng, chỉ có điều ở đây là cái 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 phần hạch toán này nó không phải là chi tiết hàng hóa mà nó là tài khoản nợ. Chúng ta nhìn thấy là cái phiếu nhập mua hàng là như thế. Thì ở đây chúng tôi nói qua cho các bạn là các bạn à, đã nhập được phiếu nhập mua hàng, phiếu nhập chi phí mua hàng, hóa đơn mua hàng dịch vụ và cái chứng từ thanh toán, tức là thanh toán tiền cho người cung cấp. Ở đây chúng ta lập tiếp một cái phiếu chi tiền mặt thì ở đây chúng ta ví dụ như là chúng tôi chuyển cái khoản tiền này Cho cho khách hàng Thanh toán bằng tiền mặt cho một cái đối tượng là à, Cái công ty này Và lúc nãy là cái công ty này chịu trách nhiệm à, à, Vận chuyển cho mình là à, 700.000 tiền hàng Ở đây chúng ta thanh toán tiền vận chuyển Vận chuyển Ở đây chúng ta đánh tài khoản một là đương nhiên rồi ở đây chúng ta ví dụ thanh toán vào ngày mùng 6 thì ở đây chúng ta thấy là tài khoản 331 ở đây đương nhiên các bạn lưu ý là khi đã qua tài khoản 31 thì tổng tiền thanh toán phải là tổng tiền của hóa đơn bao gồm cả thuế thì các bạn thấy là à, tí nữa chúng tôi nói cho các bạn cái sổ kế toán không nợ các bạn thấy bây giờ các bạn có thể xem qua cái sổ kế toán không nợ ở đây các bạn báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp ở đây bảng cân đối phát sinh công nợ một tài khoản các bạn đánh vào ngày mùng 1 tháng 1 đặc biệt lưu ý các bạn là trong cái phần mềm này các bạn khi các bạn truy vấn về báo cáo ấy thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ cần đánh từ ngày đến ngày là các bạn có thể truy vấn ngay cái báo cáo cho các bạn không cần chọn năm làm việc vì cái số liệu ở đối với phần mềm này là số liệu liên năm các bạn lưu ý là như vậy là chúng ta nhìn thấy là cái sổ cái, cái toán công nợ nó là như thế này ở cái công ty này vận chuyển cho mình 770.000 và chúng ta đã thanh toán hết 770.000 và số dư không còn ở đây chúng ta chuyển khoản cho công ty này đặt hàng là 25 triệu và khi khách hàng cái cái nhà cung cấp này chỉ mới chuyển cho mình và bao gồm cả cái tiền chiết khấu thì, thì, thương mại thì mới chỉ nhập hàng về cho mình 3 triệu năm 3 triệu 500 nghìn thì các bạn thấy là số dư mà khách hàng nhà cung cấp đấy vẫn còn nợ mình thì số tiền hàng là 21 triệu và ở đây các bạn thấy là chúng ta đã uh, nhập một cái hóa đơn mua hàng dịch vụ là 33 triệu tiền tiền điện thì các bạn thấy là chúng ta chưa thanh toán nên là cái phần dư nó sẽ là còn phần là dư có cuối kỳ chúng ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím hoặc là chúng ta ấn vào cái nút lệnh in ở trên màn hình các bạn có thể ấn preview review để các bạn xem cái bảng cân đối phát sinh công nợ chúng ta có thể ấn vào nút lệnh print để chúng ta in cái báo cáo công nợ thế thì ở đây chúng tôi nói qua cho các bạn cái phần thanh toán và cái phần uh, nhập mua hàng hóa ở đây chúng tôi cũng muốn nói luôn cho các bạn về các cái trường hợp như về chi tiền chi tiền trong các cái trường hợp ví dụ như là uh, chi tiền tạm ứng hoặc là chi tiền tạm ứng thì đơn giản nhưng mà các bạn lưu ý là khi các bạn chi tiền cho các cái trường hợp như thanh toán tiền công tác phí thì cái việc thanh toán tiền công, công tác phí thì các bạn thấy là có những trường hợp như này à, một cán bộ công nhân viên uh, đi làm đi công tác nhưng mà khi người ta về thanh toán ấy, thì người ta có hai cái hóa đơn một cái hóa đơn là tiền phòng nghỉ và một cái hóa đơn tiếp khách thế thì, thì trong khi về đến đơn vị thanh toán thì xin thanh toán thì còn có thêm cái phần nữa là À, phần hỗ trợ công tác phí thì cái phần này nó lại không có hóa đơn như vậy là cái tổng chi phí thì nó nhiều hơn tổng tiền hàng trên hai cái hóa đơn kia chúng tôi lấy ví dụ cho cái phần chi này bạn chọn nút nhập mới ta chọn là mã khách ở đây chúng ta ở đẹp 4 để thêm mới ví dụ như là chúng ta đặt là nhân viên không có một đồng chí uh, chuyên công tác chẳng hạn ví dụ Địa chỉ là văn phòng công ty. Khi ở đây các bạn chọn nhận. Các bạn enter thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thanh toán cho cái đối tượng này là đối tượng đi là thanh toán tiền công tác phí. Ở đây chúng ta sẽ thanh toán vào ví dụ thanh toán vào ngày 15 tháng 1 và trước Tết là đồng chí này đi công tác Hà Nội ở đây chúng ta thấy là à, cái tài khoản nợ chúng ta sẽ đánh vào là 6422 là cái tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp theo quyết định 48 tổng cái tiền tôi muốn nói ở đây là ví dụ như cả cái đồng chí này là đồng chí tiếp khách hết 2 triệu đồng và có 200.000 tiền thuế và à, Cũng tiền phòng nghỉ là hết 1 triệu 8 và các bạn thấy là à có 180.000 tiền, tiền 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 thuế và ở đây còn có thêm một cái phần nữa là cái phần tiền hỗ trợ công tác phí là đi 5 ngày thì hỗ trợ mỗi ngày 100.000. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là à chúng ta hãy mở máy tính lên chúng ta cộng vào xem. Ở đây là 2.200.000 cộng 1.980.000 cộng 500.000 tiền hỗ trợ công tác phí chúng ta thấy là sẽ được 4 triệu 680.000 chúng ta có thể copy hoặc là chúng ta đánh vào chúng ta ví dụ chúng tôi ví dụ các bạn là các bạn copy ở đây là à, sau khi các bạn 4 triệu 680.000 các bạn trừ đi 380.000 tiền thuế thì các bạn thấy là sẽ còn 4 ,3 triệu ba như vậy chúng ta ấn đẩy như này chúng ta uh, giữ phím control ấn control c ấn phím phím c trên bàn phím chúng ta enter như này chúng ta cũng ấn control v vào để dán vào như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ chọn ở đây các bạn xóa cái cột hóa đơn này đi các bạn thấy là chúng ta sẽ chọn là kê hóa đơn giá trị gia tăng ở đây cái tổng tiền thuế các bạn đánh vào là 380.000 và chúng ta enter tiếp thì chương trình sẽ tìm sẽ di chuyển sang cái trang thuế giá trị gia tăng đầu vào ở đây chúng ta kê vào ví dụ như là mã số ký hiệu hóa đơn là 001 ở đây là số chứng từ hóa đơn đỏ là ví dụ như là như thế và số series là TX ví dụ như 13P chẳng hạn và đi công tác ngày mùng 10 là đã về đến đơn vị ở đây chúng ta thấy là chúng ta chúng ta lưu ý là đối với các cái trường hợp mà khách hàng Uh, cung cấp hóa đơn cho mình thì có khi cả năm mới 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 phát sinh một lần. Ở đây chúng tôi lấy trường hợp thứ nhất là chúng tôi sẽ uh, nếu cái tiền phòng nghỉ là cái tiền phát sinh mấy năm chỉ có một lần thì chúng ta không cần phải đưa tên đối tượng khách hàng này vào trong danh mục khách hàng. Thì nói nhiều, uh, khó quản lý. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ enter bỏ qua cái ô mã khách. Các bạn lưu ý là bây giờ chúng ta có thể đánh được khách, đánh được cái mã tên khách hàng công ty nhà nghỉ sao việt chẳng hạn ví dụ thế mã số thuế là ví dụ như ba mươi một chẳng hạn hàng hóa dịch vụ là tiền phòng nghỉ uh, tiền hàng là tiền phòng nghỉ lúc nãy tôi nói là hết hai một triệu tám ở đây chúng ta chọn mã thuế là mười phần trăm chương trình như tự động chia ra là một trăm tám các bạn lưu ý là trong các cái trường hợp như là uh, nhiều đơn vị cung cấp hóa đơn đỏ cho mình thì người ta làm tròn số thế thì làm khi làm tròn số thì khi chia ra cái tiền thuế chưa chắc đã bằng cái tiền hàng như vậy các bạn có thể đánh lại trực tiếp ví dụ ở đây một trăm bảy chín tiền thuế tuy nhiên thì chúng ta có thể lưu chứng từ là nó vẫn lưu lại là cái giá trị 179.000 ở đây chúng ta enter xuống và sau đấy chúng ta sẽ cập nhật tiếp bằng phím ấn F4 để thêm mới một cái chứng từ nữa chúng ta thấy là chúng ta nhập ví dụ như ở đây 202 ở đây số chứng từ này ở đây các bạn lưu ý là bây giờ chúng tôi sẽ chọn một cái đối tượng là là cái đối tượng mà nó có sẵn trong mã khách hàng thì các bạn có thể đánh vào một cái phím bất kỳ hoặc là chúng ta chọn nghĩa là ví dụ chúng ta đánh vào chữ hàng các bạn nhìn thấy là nó đưa ngay cái tên danh mục khách hàng này ra ở ngay đây chúng ta thấy là chúng ta đánh vào cái mã số thuế thì các bạn thấy là ở đây có một cái đặc trưng là khi các bạn chọn mã khách từ cái doanh nghiệp từ cái danh danh mục khách hàng ấy thì các bạn thấy là sẽ không thể đánh được lại cái tên khách và địa chỉ cái mã số thuế chúng ta đánh được là do chúng ta ở trong danh mục khách hàng chúng ta chưa khai báo mã số thuế nếu trường hợp mà chúng ta đã khai báo rồi thì chúng ta sẽ không thể đánh vào đây trong trường hợp các bạn muốn đánh lại thì các bạn chỉ có một cách là các bạn xóa mã khách hàng đi thì các bạn mới có thể đánh được là cái cái tên khách hàng và địa chỉ ở đây chúng tôi đánh vào là cái tiền hàng 2 triệu ở đây mã thuế tôi không cần chọn tôi đánh luôn số 10 chương trình ấy tự động chia ra là 200.000 tôi là lưu chứng từ sau khi các bạn à, cập nhật xong cái phiếu chi chúng ta có thể xem sổ bằng cách là chúng ta vào đây cái nút lệnh nhỏ nhỏ bên dưới này chúng ta có thể vào xem sổ quỹ chẳng hạn thì các bạn có thể thấy là đánh vào tài khoản một ba một một các bạn có thể xem luôn cái sổ quỹ và chúng ta có thể in luôn thế thì trong cái trường hợp này nếu chúng ta có thể xem ngay báo cáo ở trên màn hình cập nhật thì chúng ta vẫn xem bình thường chúng ta thoát ra và chúng ta quay ra như vậy là chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để lập phiếu chi và phiếu nhập mua hàng các loại phiếu nhập mua hàng